Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 29 tháng 12 năm 2020 và những ngày cuối năm dương lịch 2020 rồi thì chúng tôi có bàn giao cho gia đình nhà bác Tài Văn. Vâng, bác Tài Văn ạ. Đây là 29. Đây bác đọc cho cái địa chỉ luôn nhé. KK19 khu xã Vạn Xuân. Vâng. Tam Đông, Phú Thọ. Vâng. Một bộ bàn ghế Nghê Bảo Định tay 12, chất liệu gỗ hương đá và bao gồm có 6 món. Đây trước mặt quý vị thì chúng tôi vừa bàn giao cho gia đình bác rồi. Thì tôi cũng có một cái video clip quay giới thiệu sản phẩm ở xưởng rồi. Thì một lát nữa thì tôi sẽ đăng clip lên cho mọi người xem lại video clip. Và thì hôm nay chúng tôi cũng bàn giao tại gia đình. Thì nó xin luôn bác cái ý kiến cảm nhận về bộ sản phẩm này. Xem là về cái mẫu mã này cũng như là gỗ này hôm bác đã xem. Một cái này bác đã xem. Vâng. Là mẫu mã và chất lượng gỗ. Vâng. Hôm nay bác thống nhất là lấy cháu trở về đến đây. Vâng. Trước hết là cảm ơn bác đã nhận. Dạ vâng. Để nhận. Vâng, ok. Cháu cảm ơn bác nhé. Dạ vâng. Trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm đây, đã hoàn thiện và sơn PU bóng kính rồi quý vị nhé, rất đẹp. Thì em sẽ đi vào đường nét, một vài đường nét chi tiết cho quý vị xem. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh hai chiếc ghế nhỏ đây, toàn bộ phần yếm ghế này là được đục chạm hoa lá tây, cũng như là yếm phía đằng trước là yếm là vanh cong. Đó, phần chân này được chạm là đầu lân và bên dưới là chân móng, đầu lân chân móng này. Đó, tay là tay chạm nghê rất đẹp, quý vị thấy không? Đã hoàn thiện sơn cũng như là giáp rất là kỹ quý vị nhé, hàng rất là bóng, hàng cực kỳ bóng, soi gương được quý vị thấy được rồi. Thì mặt bóng kính này, tay của bộ ghế này là tay này là cột 12, tay cột 12. Và đây chính giữa cái chương ghế này thì là có hai bên là hai đầu lân này, giữa là đầu sữa, đầu phụ này. Ở trên thì có chú nghê để trên chạm chú nghê đủ toàn bộ sản phẩm này và được đục chạm thủ công bằng tay. Đây chiếc ghế thứ hai đây, bao gồm có một bàn. Bàn thì là đục tứ linh, long ly quy phượng này. Yếm thì có chặt sen rẹo và kèm theo đó là một chiếc đôn ngồi và một chiếc đôn cao để kẹp ghế. Đó, đây là hình ảnh chiếc vang dài đây. Chiếc vang dài này thì có kích thước là dài là 2m2, dài là 2m2. Ván mặt là liền, ván mặt ghế là ván mặt liền. Đường vân thì là như sóng biển quý vị nhé. Đây là gỗ hương đá. Phần trường ghế dài này thì chúng ta chạm này gọi là mẫu nghê phượng. Bởi vì hai bên thì là có hình ảnh hai chú phượng đang quay mặt ra. Đây, ở chính giữa là có nghi đỉnh này, đổ phù đây. Và phần vách của bộ ghế này được chạm là vách tam lân vần cầu, nghĩa là ba chú lân. Cái nhỏ là có ba chú lân, còn cái ghế dài này thì là có năm chú lân, mình gọi là ngũ lân vậy ạ. Ngũ lân. Đây là hình ảnh tổng thể của chiếc ghế dài này. Nó rất là bóng, nhưng là như quý vị nhìn rõ chi tiết không? Đây quý vị thấy được cái độ bóng của cái cột này rất là bóng, thì chứng tỏ là trong quá trình hoàn thiện thì là rất là kỹ, thì nó có thể đạt được cái độ bóng mà có thể soi gương được như thế này nhé. Rất là bóng này quý vị này. Ok. Em vừa rồi là em đã giới thiệu chi tiết bộ ghế của gia đình nhà bác Tài tại khu 9 Vạn Xuân Tâm Đông. Hôm nay ngày 29 tháng 12 nhé. Và em xin kết thúc video clip đây để chuẩn bị được bốc xếp, bàn giao bộ ghế này gia đình nhà bác Tài. Và hiện tại thì chiếc xe đã đậu sẵn đợi chờ để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Ok mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám này. Có số điện thoại là 0987 5086, như là cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhé. Ok mọi người. Đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm khác.